Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello How và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thiếu đồ uống bằng sự trải nghiệm, và cái đó chính là How. Cocktail của ngày hôm nay họ sẽ đưa các bạn từ Chicago nước Mỹ cho đến New York để giới thiệu với mọi người cocktail được mang tên New York Sour. New York Sour là một những classic cocktail nhưng mà có vẻ nó không được phổ biến như là Whiskey Sour hoặc là những loại sour khác. Nhưng New York Sour đã là một trong những cocktail có từ năm 1800. Và để nói thêm về cocktail này mình sẽ nói sau khi mà họ hoàn thành xong cái món cocktail này nhé. Cái điều đặc biệt mà họ muốn giới thiệu với các bạn ngay lại tại ngay lúc này đây đó chính là vì sao New York Sour nó đặc biệt là bởi vì nó chỉ là một đơn giản là một Whiskey Sour nhưng nó có thêm rượu đỏ là Red Wine Float, có nghĩa là được đổ ở bên trên. Và cái điều thú vị là tạo ra một cái màu rất là đẹp. Và cái thứ hai là cái vị của nó là sẽ làm cho cocktail nó được chát và nó có nhiều vị đan xen hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu với những thành phần để có thể làm nên New York Sour. New York Sour là một cocktail với whiskey base nên chúng ta sẽ cần bourbon. Các bạn có thể sử dụng rye whiskey tùy vào các bạn thích loại nào. Chúng ta sẽ cần simple syrup, lemon và một thành phần không thể thiếu đó chính là rượu đỏ. Rượu đỏ thì bạn có thể sử dụng những loại rượu đỏ mà bạn yêu thích, nhưng mà họ sẽ recommend là các bạn sử dụng loại rượu đỏ từ medium body đến full body. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm New York Sour. Hazy mist smoking rollies in the back of an Acura, acting like we sober with the pigs on the back of us, swerving through suburbia, you're bleeding out, yes. Only urban to you, call cheese, I'm the call cheese. Fucking boss of your girl's eyes rolling B. Swear she ain't rode me on the road near the forest, but she forged for these nuts just for none. Now I'm busted, busted in your mama's house. Smack the taste out your mouth. Take the biscuits and dip them, then dip them in the tea that I'm spilling. Ring spinning from the X in my system, pure sweating for a bop with my jaw swinging vicious. My girl crying on the phone, oh, I swear she a victim, cause her friend got evicted. Purple hippies on my skin, always bruised like a peach. Sock, click up the keys with my team. Black men don't cheat. Running rain before the touch of duty. When you come in Dublin City, don't be alone. I'm drowning in these sheets, purple limbs round my neck, kinda difficult to breathe. Yeah, I'm gasping for some air, why the fuck would I leave? Always surface slow when she tells me to leave. I'm grafting with grafting, handing leaves for the art. Like even we as shine, I'm an actor trying to start. Starring on my Insta, we got flex for the ground, scooping up a couple grams like a pillar sound. Sam man working heavy, feeling sleep at the wheel. Car starts spinning, I can't tell if it's real. Crashing through the building, the world's a haze of brick. Taste of copper on my lips, sirens wail in the distance as my blur starts to vision. I see nothing. Just nodding off to sleep, slow rhythm of those beats as it softens often. When it rains, it pours, such a pity. Where you from in Dublin City? Don't be alone. Well, vậy là mình vừa làm xong New York Sour. Bây giờ mình sẽ nói về cái lịch sử của cái này ha, rồi mình sẽ đi vào phân tích cocktail. New York Sour là một những cocktail, nếu mà bạn xem những cái video trước thì Sazerac là một cocktail của những năm 1800 phải không? Thì New York Sour cũng ra đời khoảng 1870. Một điều đặc biệt là New York Sour được cái người mà tạo ra cái New York Sour này á là ở Chicago. Trong cái những cái tham khảo của họ thì họ không có thấy được nói là cái tên ai hay là ở đâu. Nhưng mà nói được là cái món cocktail này ra đời ở Chicago và cái tên đầu tiên là Continental Sour. Sau đó thì nó được thịnh hành hơn ở New York, có thể là do những người bartender ở New York làm cái cocktail này rồi nhiều người yêu thích. Thì các bạn biết là New York là một trung tâm thời trang nè, du lịch, và cái rất là nhiều người ở New York cũng như là cái văn hóa của nó rất là diverse, có nghĩa là rất là nhiều văn hóa ở đó. Cocktail này là nằm trong một trong những cái hàng sour như là các bạn có thể biết là whiskey sour, đúng không ạ? Mình có pisco sour, là một cái loại pisco là một cái loại liquor của người Peru.
đặc trưng ở Peru khi mà bạn làm sour cũng rất là ngon. New York sour là một trong những cái loại cocktail mà thuộc cho hàng sour nhưng mà nó không có vẻ như là không được phổ biến lắm. Nhưng mà cái điều thú vị mà Hảo rất là thích ở đây đó chính là thứ nhất là vẫn mang được cái mùi vị là chanh và đường và whisky đúng không ạ? Và cái thứ hai là có thêm rượu vang, thì rượu vang đỏ sẽ thêm được một cái vị, đó là vị chát cho cái cocktail này. Bên cạnh đó thì bạn có thể thêm egg white, có nghĩa là lòng trắng trứng vào trong cái New York sour này. Nhưng mà họ nghĩ là làm như thế này không có egg white thì nó sẽ ngon hơn, bởi vì khi mà thêm rượu đỏ vào á, bạn sẽ thấy được cái sự cộng hưởng của vị chanh, vị đường, whisky và rượu đỏ. Nếu như mà thêm lòng trắng trứng vào thì cái texture, là cái kết cấu của cái cocktail này sẽ rất là foamy, rất là mịn. Mà khi mà thêm rượu thì có cảm giác như là nó không có được hòa và nó không có được ngon bằng với cái này là không có lòng trắng trứng. Bởi vậy họ không có làm cái phiên bản lòng trắng trứng ở đây. Nếu là bạn nào mà thích thì bạn có thể để lòng trắng trứng vào ha. Bạn thấy thì Hào làm cái ratio là cái thành phần bỏ vào là 2 ounce whisky nè, 1 ounce simple syrup và 1 ounce lemon. Bởi vì đó, khi mà mình thêm cái rượu đỏ vào thì cái độ dai giảm ngọt và chua mình phải cần tăng lên để nó sẽ cân bằng lại khi mình thêm rượu đỏ vào. Thì họ nghĩ đây là cái ratio, cũng như là hồi đó họ đi làm họ có làm cái này, là cái nơi mà họ làm cũng có cái món này và cái ratio cũng là 2:1:1. Nên là bạn làm thử 2:1:1 thì nó sẽ ngon và nó đậm vị hơn. Garnish thì bạn có thể làm là một cái miếng chanh thì để lên, thì nếu như mà người nào mà thích uống chua hơn thì họ có thể vắt cái miếng chanh nó vào. Còn không thì bạn để luôn một cái lát chanh vào như Hào như thế này. Và bạn cũng có thể làm một cái là lemon peel, là một cái vỏ chanh ở ngoài thôi làm garnish. Và cái màu á, thì là hồi nãy Hào để một nhiều chút xíu rượu đỏ, bởi vì Hào thích thêm rượu đỏ vào nhiều thế này thì bạn sẽ đạt được cái màu như thế này. Hoặc là bạn có thể để một chút xíu, hơi tùy vào cái khẩu vị cũng như là cái sự yêu thích của bạn về cái món New York sour này, mà bạn để nhiều hay là ít rượu đỏ. Mà biết là nếu như bạn mà đang tìm những cái cocktail mà để làm những cái tầng lớp nổi lên với nhau á, thì New York Sour sẽ là một trong những cocktail mà bạn có thể để trong menu của mình ha. Cái rượu nó sẽ nổi lên, mà nếu như bạn để một chút thì nó sẽ nổi nhiều hơn. Nãy họ để hơi nhiều nó sẽ nổi, nó sẽ chạy xuống dưới đích ly. Qua đây thì họ muốn nói thêm một chút về sour, thì đây là những cái rất là cơ bản. Bởi vì sour là khi bạn nói một cái sour cocktail, có nghĩa là trong đó nó có đường, nó có chanh và nó có một loại liquor nào đó. Thì nếu như mà bạn ở một cái vùng nào đó mà có một cái loại liquor hoặc là một cái loại citrus, là một cái loại trái cây nào mà chua đặc trưng, thì bạn có thể dùng để bạn làm. Ví dụ như là nếu bây giờ mình đi ngược về Việt Nam, mình có ở Hà Nội thì có trái sấu đúng không, thì bạn có thể làm trái sấu ha. Hoặc là ở Việt Nam mình rất là nổi tiếng về bưởi. Bưởi của Việt Nam rất là ngon, mà Hào chưa có thấy được những cái cocktail mà nào làm nên cái vị bưởi và đặc trưng của Việt Nam. Thì đó cũng là một trong những cái idea, những cái ý tưởng mà bạn có thể làm về cái sour. Thay vì là mình sử dụng chanh thì mình sẽ dùng bưởi ha. Bên Mỹ thì bưởi cũng có, nhưng mà bưởi Mỹ là bưởi đỏ, mà bưởi đỏ vào mùa rất là ngọt và cái vị nó rất là nhạt. Bưởi của Việt Nam thì nó sẽ nó chua hơn, và cái độ sâu, cái chiều sâu của cái nước bưởi nó sẽ nhiều hơn. Nên là họ nghĩ là nếu mà chúng ta có thể áp dụng được cái bưởi vào trong một cocktail, mình có thể làm, mình gọi là nếu bạn ở Sài Gòn thì bạn gọi là Sài Gòn Sour. Bạn có thể float với lại red wine, hoặc là bạn có thể làm một cái gì đó như nước bưởi ha, rồi bạn float với lại Sauvignon Blanc, rượu trắng, là một trong những cái loại rượu mà cái mùi bưởi rất là đặc trưng. Hoặc là mấy bạn không thể float thì bạn sẽ để một cái ly nhỏ ở ngoài. Ở vì bạn làm cái cocktail ra xong, cái bạn đổ một cái miếng rượu vào đây, các bạn serve với cái này, thì khi mà người đem tới thực khách á, thì người ta sẽ đổ vào, người ta uống, mình sẽ chỉ người ta uống như thế. Đó là một cái presentation, có nghĩa là một cái cách trình bày mà làm cho thực khách của mình thú vị và cảm giác như một cái cocktail mình nó ngon hơn và nó lạ ở cái chỗ đó. Ok, một chút về những cái idea, những cái sáng tạo mà vừa nghĩ ra, hoặc chúng chia sẻ với tất cả các bạn thôi. Cái tập này rất là đơn giản và đến đây cũng đã hết rồi. Và nếu như các bạn yêu thích kênh YouTube này thì đừng quên nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên là những comment share Hào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập tiếp theo của Hello Hào. Cheers!